Mình chưa rửa mặt gì luôn á, mặt mọc rất là mọc luôn. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vietnam Story TV. Ngày hôm nay chúng mình sẽ không đi ra ngoài chơi nữa mà là chúng mình sẽ ở nhà thực hiện một thử thách. Mà thử thách đó không phải là dành cho mình mà là dành cho app đặt đồ ăn. Thử thách đó chính là chung một món ăn, chung một cửa hàng nhưng mà là ở ba app khác nhau. Ba app này là ba app mà bản thân mình rất là hay sử dụng, này sử dụng rất là nhiều và mình cảm thấy là mọi người cũng rất là yêu mến. Để pin và cái này sẽ là nào. Tầm chiều chiều này á là kiểu nắng nè, nóng nè, nên là mình thấy uống trà sữa là thích hợp nhất. Trà sữa mới làm cho tâm hồn chúng ta êm dịu và mát mẻ. Công cha mình lựa coi cái món mà mình yêu thích. Màu đỏ là của Nao nè, màu xanh nước biển là của Bemin nè, còn màu xanh lá cây là của Rap nè, rất là đặc. 47.000. Còn Bemin thì mình cũng được giảm giá là còn 50.000 thôi. Bình thường rất là nhiều mã luôn nhưng mà hôm nay không có mã, rồi mã 71.000 luôn. Vậy mình bấm nha mọi người. Đang chuẩn bị nè. Dạ cảm ơn. Đây là anh Rap. Dạ đúng rồi anh. Này tốc độ nhận đơn rất nhanh bằng nhau. Anh rapper đang chạy ùn ùn ùn. Bemin thì hình ảnh kiểu cute mọi người, rất là dễ thương. Đó, ảnh đang xoay vòng. Trong sau mình sẽ chia sẻ cho chị gái của mình cùng uống. Rap đã lấy trà sữa rồi mọi người ơi. Hợp quá. Trời, người ta khi mà mình cảm thấy hồi hộp. Dạ luôn. À dạ dạ. Không tin được. Người chiến thắng mọi người ơi. Rồi. Trà sữa đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Anh bên Nao ha. Đây là ly của Nao nha mọi người. Wow. Đây là bên mình. Cuối cùng đó chính là anh Rap. Mình tưởng là mình bị lộn. Anh Nao gọi điện cho mình trước, nhưng mà cái người đến trước lại là anh Bemin. Đó chính là Bemin nhanh nhất. Nếu như mà hồi nãy mình bấm tất cả mà chung một cái thôi là kiểu như anh sẽ tới. Anh Nao với lại anh Rap hai người đụng nhau trước cửa, chắc là nhìn nhau xong rồi kiểu ủa anh này, ủa anh nè, hồi nãy anh lấy trà sữa chung đúng không. Trải nghiệm vui, một cái trải nghiệm thú vị mà mình muốn chia sẻ với các bạn thôi. Cũng không có gì là quá nghiêm trọng đâu, nên là các bạn đừng khắt khe với mình quá nha. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên subscribe nè, like, share thật nhiều cho mình để mình có thêm nhiều động lực và nhiều ý tưởng hay ho dành tặng cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.